thank mm. you cả các em kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018 năm nay được tổ chức muộn hơn 3 ngày so với năm ngoái tức là được tổ chức vào các ngày 25 26 và 27 tháng 6 năm 2018 từ ngày mùng 1 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 năm 2018 các đơn vị đăng ký dự thi sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của các em hôm nay Tuyển sinh 247.com đồng hành cùng trường quốc tế Ptec FPT sẽ gửi đến các em video hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi Trung học phổ thông quốc gia. Hy vọng qua video này, các em sẽ hoàn thành bộ hồ sơ quan trọng của mình. Trong hồ sơ đăng ký dự thi, các em sẽ phải điền vào hai phiếu đăng ký dự thi là phiếu số 1 và phiếu số 2. Phiếu đăng ký dự thi Trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển Đại học cao đẳng trung cấp gồm có 5 phần với 21 mục. Tuy nhiên, các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông thì chỉ cần ghi từ mục thứ 1 đến mục thứ 15 và từ mục thứ 16 trở đi thì các em không cần phải ghi. Và các em lưu ý là nội dung thông tin thì phải giống nhau ở tất cả các mục tương ứng trên bì đựng hồ sơ, phiếu đăng ký số 1 và phiếu đăng ký số 2. Nơi đăng ký dự thi sẽ tiếp nhận phiếu đăng ký dự thi và phiếu đăng ký dự thi số 1. Phiếu đăng ký dự thi số 2 sẽ được trả lại cho các em. Các em nhớ giữ phiếu đăng ký dự thi số 2 thật cẩn thận để nhận giấy báo thi và giấy báo kết quả thi. Trong trường hợp có những sai sót trong thông tin đăng ký dự thi hoặc là thất lạc giấy báo thì thí sinh mang giấy này tới hội đồng thi tại cụm thi đã đăng ký vào buổi tập trung phổ biến quy chế thi để đề nghị sửa chữa và làm thủ tục dự thi. Và sau đây, chị sẽ hướng dẫn các em ghi phiếu đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển vào đại học cao đẳng và trung cấp. Trước tiên, chúng ta sẽ điền vào mục là tên sở của giáo dục đào tạo và mã sở. Ở mục này, các em quan sát, nếu các em trực thuộc sở giáo dục đào tạo của tỉnh thành phố nào thì sẽ ghi tên tỉnh của thành phố đó vào ô trống tương ứng. Ví dụ, bạn thí sinh của chúng ta trực thuộc sở giáo dục đào tạo Hà Nội thì các em sẽ ghi Hà Nội vào ô trống như thế này. Và mục kế tiếp là mục mã sở. Mã sở của Hà Nội là 01, các em sẽ ghi như thế này chuyển sang phần A, mục thông tin cá nhân. Các em sẽ mục 1 là họ, chữ đệm và tên của thí sinh. Ở mục này thì các em sẽ viết bằng chữ cái in hoa có dấu và đúng như trong tên giấy khai sinh của các em. Ví dụ, bạn thí sinh của chúng ta có tên là Nguyễn Phương Anh, các em sẽ ghi vào mục ô trống như thế này. Và nếu giới tính là nữ thì các em sẽ chọn một và giới tính là nam thì các em sẽ ghi là không. Ở đây bạn Phương Anh của chúng ta có giới tính là nữ nên các em sẽ ghi vào ô trống là 1. Chuyển sang mục thứ hai là mục ngày tháng và hai số cuối của năm sinh. Ở mục này, nếu ngày tháng nhỏ hơn 10 thì các em sẽ ghi số 0 ở phần đầu tiên. Chị ví dụ, ngày tháng và năm sinh của bạn Nguyễn Phương Anh là ngày 01 tháng 4 năm 2000 thì các em sẽ ghi tương ứng ngày 01 và hai ô trống. Tương ứng tháng là 04 và hai số cuối trong năm sinh của bạn Phương Anh là 00. Chính vì thế chị sẽ ghi 00 vào ô trống tương ứng như thế này. Chúng ta chuyển sang mục 3. Là mục nơi sinh. Thì các em sinh ở tỉnh hoặc thành phố nào thì sẽ ghi vào ô trống bên cạnh tương ứng. Chị ví dụ ở đây bạn Phương Anh của chúng ta sinh ra ở thành phố Hà Nội, chính vì thế chúng ta sẽ ghi vào ô trống tương ứng là thành phố Hà Nội và chọn dân tộc Kinh. Lưu ý là dân tộc này các em sẽ lấy giống như trong giấy khai sinh. Và đối với các bạn thí sinh mà sinh ra ở nước ngoài thì các em sẽ ghi tên quốc gia vào ô trống theo tiếng phiên âm tiếng Việt. Và chúng ta chuyển sang mục thứ tư là mục chứng minh thư nhân dân và thẻ căn cước công dân. Các em lưu ý đối với các loại chứng minh thư nhân dân và thẻ căn cước công dân kiểu mới với 12 ký tự thì các em sẽ ghi đầy đủ 12 ký tự tương ứng với 12 ô trống như đang hiển thị trên màn hình. Tuy nhiên đối với các mẫu chứng minh thư nhân dân kiểu cũ chỉ với 9 ký tự thì các em sẽ bỏ qua 3 ô trống đầu tiên và bắt đầu ghi từ ô trống thứ tư Chị ví dụ như bạn Phương Anh của chúng ta có số chứng minh thư nhân dân kiểu cũ với 9 ký tự thì các em sẽ ghi như thế này. 1 6 3 0 6 6 1 1 và 9. Các em lưu ý là chị có một lưu ý nhỏ dành cho các em ở phần đầu tiên chính là phần mục số phiếu thì ở mục này các em sẽ không cần phải ghi. Và như vậy là chị đã hướng dẫn các em xong 4 mục đầu tiên trong việc Uh, ghi phiếu đăng ký dự thi và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang mục thứ năm ở mục thứ 5 này là mục hộ khẩu thường trú thì các em sẽ có các mục là mã tỉnh mã huyện và mã xã đối với mã tỉnh và mã huyện thì các em sẽ bắt buộc phải ghi vào hai mục này riêng đối với mục mã xã thì không phải thí sinh nào cũng phải ghi mà chỉ các thí sinh ở trong diện đặc biệt khó khăn theo quy định của bộ giáo dục mới phải ghi vào mục này ngay sau khi đã ghi đầy đủ mã tỉnh mã huyện hoặc là mã xã nếu có thì các em sẽ ghi rõ tên của tỉnh, thành phố, huyện, quận và xã, phường vào ô trống ở phía bên dưới. Chị ví dụ bạn à, Phương Anh của chúng ta đang có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội, quận Cầu Giấy, phường Nghĩa Đô, các em sẽ ghi như thế này. Và mã tỉnh của thành phố Hà Nội là 01. Mã huyện của quận Cầu Giấy là 06 và của phường nghĩa đô các em sẽ ghi như thế này trong trường hợp này thì bạn phương anh của chúng ta không thuộc diện đặc biệt khó khăn chính vì thế chúng ta sẽ không ghi vào mục mã xã đối với thí sinh thuộc diện ưu tiên hoặc ở các khu vực có liên quan đến hộ khẩu thường trú thì đề nghị các em phải khẳng định thời gian có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 hay có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại các xã đặc biệt khó khăn. Ở đây thì bạn Phương Anh của chúng ta không thuộc đối tượng của hai khu vực này chính vì thế chị sẽ không tích vào các ô trống tương ứng chúng ta bắt đầu chuyển sang mục thứ sáu là mục nơi học trung học phổ thông hoặc là tương đương ở mục này các em sẽ ghi tên trường nơi trường đóng như là huyện quận tỉnh thành phố và ghi mã tỉnh cũng như là mã trường ở hai ô đầu tiên thì các em sẽ ghi mã tỉnh nơi trường đóng và ở ba chống ô trống tiếp theo các em sẽ ghi mã trường và mã trường ghi theo quy định của sở giáo dục và đào tạo nếu mã trường có hai chữ số thì ô đầu tiên các em sẽ ghi số 0, còn nếu mã trường có một chữ số thì hai ô đầu tiên các em sẽ ghi số 0. Và đối với thí sinh là công an quân nhân được cử tham dự để xét tuyển đại học cao đẳng thì ghi mã tỉnh tương ứng với tỉnh nơi đóng quân và mã trường trung học phổ thông sẽ là 900. Còn đối với thí sinh có thời gian học tập ở nước ngoài thì các em sẽ ghi mã tỉnh tương ứng với tỉnh theo hộ khẩu thường trú tại Việt Nam và mã trường là 800. Còn ở mục tên lớp thì các em sẽ ghi rõ tên lớp 12 nơi học sinh đang học, ví dụ như là 12A1, 12A2 và đối với thí sinh tự do thì các em sẽ ghi là TDO. Ở đây chị ví dụ bạn Phương Anh của chúng ta, năm học lớp 10, bạn học ở trường Trung học phổ thông Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội thì các em sẽ ghi mã tỉnh vào đây là 01 và mã trường của trường trung học phổ thông cầu giấy là 007. Các em ghi như thế này. Và tương tự năm lớp 11 và năm lớp 12 bạn Phương Anh của chúng ta tiếp tục học tại trường trung học phổ thông cầu giấy. Chính vì thế thông tin không có gì thay đổi. Các em ghi tương tự như năm học lớp 10 và năm lớp 12 cũng thế. Các em có thể quan sát. Chúng ta bắt đầu chuyển sang mục thứ 7 là mục số điện thoại và email nếu có. Các em hãy nhập số điện thoại của mình và email của mình nếu có vào các ô trống tương ứng. Và lưu ý là đối với các thí sinh có yêu cầu đăng ký xét tuyển trực tuyến thì các em phải nhập số điện thoại di động cá nhân để có thể nhận được mật khẩu sử dụng một lần qua tin nhắn để đảm bảo được cái tính bảo mật trong việc xét tuyển trực tuyến. Chị ví dụ như số điện thoại của bạn Phương Anh là 0962 951 247. Các em ghi như thế này Và email của bạn Phương Anh là Phương Anh 2000 a gmail com Các em sẽ ghi như thế này Chuyển sang mục thứ 8 là mục địa chỉ liên hệ Thì thí sinh phải ghi rõ họ tên người liên hệ Địa chỉ chi tiết bao gồm xóm hoặc là số nhà Thôn hoặc là đường phố ngõ ngách Xã hoặc phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố Và địa chỉ này đồng thời cũng sẽ là địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển Nếu thí sinh trúng tuyển Chị ví dụ, địa chỉ liên hệ của bạn Phương Anh sẽ là Nguyễn Phương Anh là tên của người liên hệ và địa chỉ là 25, số nhà 25 trên 102, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Các em sẽ ghi chi tiết như thế này. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong mục A lớn và bây giờ chị sẽ hướng dẫn các em mục B lớn, đó là mục thông tin đăng ký thi. Ở phần 9 là thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh đại học cao đẳng trung cấp hay không? Thì nếu thí sinh có nguyện vọng lấy kết quả dự thi để xét tuyển sinh đại học cao đẳng trung cấp các nhóm ngành đào tạo giáo viên thì các em sẽ đánh dấu nhân vào ô trống ở bên cạnh. Và nếu không đánh dấu nhân vào ô này thì các em sẽ không được lấy điểm để xét tuyển sinh đại học cao đẳng và trung cấp. Ở mục thứ 10 là mục thí sinh học chương trình trung học phổ thông hay là chương trình giáo dục thường xuyên thì các em sẽ vào đây và xác nhận xem mình thuộc đối tượng là thí sinh học chương trình học trung học phổ thông hay là thí sinh học chương trình học giáo dục thường xuyên bạn uh, chị ví dụ ở đây bạn Phương Anh của chúng ta là thuộc đối tượng đầu tiên đó là thí sinh học chương trình trung học phổ thông thì sẽ chị sẽ tích dấu nhân vào ô trống ở bên cạnh tương ứng chuyển sang mục thứ 11 là thí sinh tự do chưa tốt nghiệp trung học phổ thông hay là thí sinh tự do đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu các em thuộc loại đối tượng nào thì sẽ tích dấu nhân vào ô trống ở bên cạnh. Ở đây thì bạn Phương Anh không thuộc vào hai đối tượng này nên chị sẽ không tích dấu nhân vào đây. Chúng ta chuyển sang mục thứ 12. Là mục dự thi tại cụm bao gồm tên cụm và mã cụm. Thí sinh đăng ký dự thi tại cụm thi nào thì ghi tên cụm thi và mã cụm thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định vào vị trí tương ứng. Chị ví dụ, ở đây, tên cụm thi mà bạn Phương Anh đăng ký dự thi là Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, các em sẽ ghi như thế này. Và mã của cụm thi là 01 như thế này. Chuyển sang mục thứ 13 là mục nơi đăng ký dự thi và mã đăng ký dự thi. Học sinh đang học lớp 12 trung học phổ thông tại trường nào thì nộp và ghi tên đăng ký dự thi là trường đó. Còn đối với các đối tượng khác nộp đăng ký dự thi tại các địa điểm do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định thì mã đơn vị đăng ký dự thi sẽ ghi theo hướng dẫn của nơi nhận đăng ký dự thi. Chị ví dụ như bạn Phương Anh của chúng ta. nội đăng ký dự thi là Trung học phổ thông Cầu Giấy và mã đơn vị đăng ký dự thi là 007. Các em sẽ ghi như thế này. Chúng ta chuyển sang mục thứ 14 là mục đăng ký bài thi và môn thi. Thí sinh đăng ký dự thi bài thi và môn thi nào thì sẽ đánh dấu nhân vào ô trống tương ứng. Riêng đối với môn ngoại ngữ thì các em sẽ điền vào ô trống mã tương ứng với ngôn ngữ lựa chọn cụ thể. Cụ thể đối với tiếng Anh các em sẽ ghi N1. Tiếng Nga là N2, tiếng Pháp là N3, tiếng Trung N4, tiếng Đức N5 và tiếng Nhật là N6. Đối với thí sinh hiện đang là học sinh lớp 12 trước tốt nghiệp trung học phổ thông phải đăng ký bài thi tại điểm A và thí sinh không được phép chọn các môn thi thành phần ở điểm B. Còn đối với các thí sinh tự do, tùy theo mục đích dự thi và tùy theo việc lựa chọn tổ hợp môn xét tuyển đại học cao đẳng có thể chọn cả bài thi tại điểm A hoặc là chọn một số môn thành phần tại điểm B sao cho phù hợp. Còn trường hợp thí sinh tự do chưa tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là có những môn thi để xét công nhận tốt nghiệp năm trước đủ điều kiện bảo lưu nếu muốn bảo lưu bài thi hoặc là môn thi thành phần nào thì phải ghi điểm của bài thi môn thi thành phần đó vào mục thứ 16. Và thí sinh có thể chọn bài thi môn thi thành phần đã được bảo lưu để lấy làm kết quả xét tuyển sinh vào đại học và cao đẳng và đối với thí sinh theo học chương trình giáo dục thường xuyên thì có thể chọn môn thi ngoại ngữ nếu có nguyện vọng sử dụng môn ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển sinh vào đại học cao đẳng. À, chị ví dụ ở đây, bạn Phương Anh của chúng ta lựa chọn tổ hợp môn thi tại điểm A, đó là môn toán các em tích dấu nhân vào đây, môn ngữ văn. Còn đối với ngoại ngữ thì bạn Phương Anh chọn tiếng Anh là môn thi chính vì thế. Mã của môn tiếng Anh là N1 các em sẽ ghi vào ô trống tương ứng. Và lựa chọn khoa học tự nhiên làm tổ hợp thi. Các em sẽ ghi như thế này. Chúng ta chuyển sang mục C là mục thông tin để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Và thí sinh dự thi chỉ để lấy kết quả xét tuyển vào đại học cao đẳng trung cấp thì các em sẽ bỏ qua phần này. Ở mục thứ 15 là đăng ký miễn thi ngoại ngữ. Đối với thí sinh ghi loại chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện theo quy định hoặc là ghi rõ là thành viên của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ để được miễn thi, các em sẽ ghi vào mục ô trống ở bên dưới. Ở mục thứ 16 là mục đăng ký bài thi môn thi xin bảo lưu thì ở mục này thí sinh dự thi trung học phổ thông năm trước nếu có những môn thi đủ điều kiện bảo lưu theo quy định, thí sinh muốn bảo lưu môn nào thì ghi điểm môn đó vào ô trống tương ứng. Và đối những môn được bảo lưu, thí sinh vẫn có thể đăng ký dự thi. À, và ở mục thứ 13, nếu có nguyện vọng sử dụng kết quả thi xét tuyển và tuyển sinh đại học cao đẳng. Chúng ta bắt đầu chuyển sang mục D, đó là phần thông tin dùng để xét trong chuyển tuyển sinh đại học cao đẳng và trung cấp. Thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông thì sẽ không cần khai phần này. Ở mục thứ 17 là mục đối tượng ưu tiên tuyển sinh thuộc đối tượng nào thì các em sẽ khoanh tròn vào đối tượng đó và sau đó thì ghi ký hiệu vào hai ô bên cạnh nếu không thuộc diện ưu tiên thì các em sẽ để trống thí sinh tự xác định đối tượng ưu tiên và ghi đúng ký hiệu các đối tượng ưu tiên theo quy định tại quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hoặc là truy cập vào trang tin tuyển sinh 247.com để tìm hiểu thêm và các em cần phải khai trung thực. Thí sinh thuộc diện ưu tiên thì phải nộp đầy đủ giấy tờ chứng minh hợp pháp cho trường khi đến nhập học. Chị ví dụ ở đây, bạn thí sinh của chúng ta thuộc khu vực 04, chính vì thế các em sẽ khoanh tròn vào đây như thế này và ghi vào ô trống là 04. Ở mục thứ 18 là một khu vực tuyển sinh. Đối với thí sinh dự thi có mục đích xét tuyển vào đại học cao đẳng và trung cấp thì cần ghi mã khu vực vào ô trống như sau. Khu vực 1 thì điền chữ số 1, khu vực 2 nông thôn thì các em sẽ điền là 2NT, khu vực 2 các em sẽ điền chữ số 2 và khu vực 3 là điền chữ số 3. Trong 3 năm học trung học phổ thông hoặc là tương đương ở đâu lâu hơn, hưởng ưu tiên ở khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường có mức ưu tiên khu vực khác nhau hoặc là nửa thời gian thì học ở trường này, nửa thời gian còn lại học ở trường kia thì tốt nghiệp trung học phổ thông ở đâu sẽ hưởng ưu tiên ở khu vực đó. Chị ví dụ ở đây bạn Phương Anh của chúng ta thuộc khu vực 3 thì chúng ta sẽ ghi vào ô trống mã của khu vực 3 chính là 3. Các em ghi như thế này. Và chuyển sang và đối với thí sinh được ưu tiên theo hộ khẩu thường trú thì căn cứ vào quy định của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy và hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo để ghi cho đúng khu vực được ưu tiên Phần mềm đăng ký dự thi sẽ tự động xác định mức hưởng ưu tiên khu vực theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng các nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. Khi thí sinh khai đầy đủ mục 5 và mục 6, nếu thấy khác thông tin khai trên phiếu đăng ký dự thi, thí sinh cần kiểm tra lại thông tin đã khai tại các mục này. Và chúng ta sẽ chuyển sang mục thứ 19 là mục năm tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là tương đương. Ở mục này thì các em nhớ là ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô. Chị ví dụ ở đây bạn Phương Anh của chúng ta tốt nghiệp vào năm 2018. Chính vì thế các em sẽ ghi 2018 tương tự vào 4 ô trống như thế này. Và chúng ta chuyển sang mục thứ 20 là mục uh, đối với các thí sinh dự thi để xét liên thông lên đại học và cao đẳng thì các em sẽ phải xác định xem mình thuộc đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp hay thuộc đối tượng đã tốt nghiệp cao đẳng thì các em sẽ tích dấu nhân vào ô trống tương ứng. Ở đây bạn Phương Anh của chúng ta không thuộc hai đối tượng này nên chị sẽ không tích dấu nhân vào đây. Chúng ta bắt đầu chuyển sang mục thứ 21 là mục thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học cao đẳng, tuyển sinh trung cấp. Các nguyện vọng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng được ưu tiên cao nhất. Thí sinh đăng ký nguyện vọng nào không đúng với quy định của các trường thì nguyện vọng đó sẽ không được nhập vào hệ thống phần mềm để trường xét tuyển. Và ở mục này thì dành cho các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển sinh đại học, cao đẳng ở các nhóm đào, ngành đào tạo giáo viên và để ghi thông tin ở mục này thì thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của trường có nguyện vọng học được đăng tải trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục đào tạo và trang thông tin của các trường để có thông tin đăng ký chính xác về mã trường, mã ngành, nhóm ngành, tên ngành nhóm ngành, tổ hợp môn xét tuyển các em lưu ý mã ngành đại học năm nay thay đổi, bắt đầu sẽ là 7, năm trước mã ngành bắt đầu là 52. Các em lưu ý để ghi mã ngành chính xác. Thí sinh đăng ký nguyện vọng nào không đúng với quy định của các trường thì nguyện vọng đó sẽ không được nhập vào hệ thống phần mềm để trường xét tuyển. Không có giới hạn về số nguyện vọng trong cùng một trường cũng như nhiều trường và sử dụng xét tuyển ở nhiều tổ hợp môn, khối thi khác nhau. Trong trường hợp học sinh có thể chọn nhiều ngành hoặc nhiều tổ hợp của một ngành riêng các thí sinh công an và quân đội năm 2018 lưu ý là muốn xét tuyển hai ngành này thì bắt buộc phải sơ tuyển xét tuyển đúng trường đã sơ tuyển và bắt buộc đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành trường đăng ký, còn từ nguyện vọng 2 trở đi thì các em có thể đăng ký ở bất kỳ trường dân sự nào. Và trong đợt đầu tiên thì các nguyện vọng sẽ xét công bằng như nhau, tức là dù các em có tới 20 nguyện vọng thì nguyện vọng 1 của bạn A và nguyện vọng 20 của bạn B được xét cùng lúc như nhau. Tuy nhiên trường hợp của bạn B mà đã trúng tuyển ở nguyện vọng 1 hoặc là nguyện vọng nào đó trước nguyện vọng 20 của bạn B thì bạn B không trúng tuyển dù bạn B có cao điểm hơn A đi chăng nữa. Do vậy các em chú ý là thứ tự nguyện vọng chỉ quyết định việc trúng trường nào trước, trường nào sau. Khi đã trúng tuyển ở các nguyện vọng đầu thì nguyện vọng sau không được xét. Trường hợp muốn đăng ký nhiều hơn 20 nguyện vọng, em tạo thêm bảng bao gồm dòng và cột từ bản Word trên máy tính giống như là mẫu của bộ điền tiếp vào từ nguyện vọng thứ 21. Trường hợp muốn đăng ký nguyện vọng hai mã ngành cùng một trường, các em để nguyện vọng 2 làm hai dòng. Ở mục thứ 21 trong phiếu hồ sơ, mỗi dòng là một nguyện vọng. Chị ví dụ, ở đây bạn thí sinh của chúng ta có tổng số nguyện vọng bắt buộc phải ghi là 4. Các em sẽ ghi vào ô trống như thế này, các em quan sát trên bảng đăng ký nguyện vọng của chúng ta sẽ gồm có 5 mục chính. Mục thứ nhất là thứ tự nguyện vọng ưu tiên. Mục thứ hai là mã trường, các em sẽ ghi bằng chữ in hoa. Mục thứ ba là mã ngành, nhóm ngành. Mục thứ tư là tên ngành, nhóm ngành và mục cuối cùng là mã tổ hợp của môn xét tuyển. Chị ví dụ ở đây, bạn Phương Anh của chúng ta đăng ký dự thi vào trường Đại học Thương mại. Các em sẽ ghi mã của trường Đại học Thương mại là TMA ngành mà bạn muốn dự thi chính là ngành kế toán. Chính vì thế, các em ghi mã ngành của ngành kế toán là 7340301. Tiếp theo, tên ngành là kế toán. Và cuối cùng là các em ghi mã tổ hợp môn xét tuyển của bạn là A01. Tiếp theo, nguyện vọng thứ hai của bạn Phương Anh, bạn tiếp tục chọn trường thương mại để dự thi với ngành quản trị kinh doanh các em sẽ ghi mã trường TMA. Mã ngành của ngành quản trị kinh doanh chính là 7340101. Và tên ngành là quản trị kinh doanh. Sau đó các em lựa chọn tổ hợp môn xét tuyển là A01. Nguyện vọng thứ ba mà bạn Phương Anh muốn đăng ký chính là tại trường Đại học Luật Hà Nội. Và ngành bạn bạn muốn đăng ký là ngành luật kinh tế. Các em sẽ ghi mã trường của Đại học Luật Hà Nội là LPH. Mã ngành của ngành luật kinh tế là 738 -0107. Và tên ngành là ngành luật kinh tế. Mã tổ hợp môn xét tuyển là A01. Nguyện vọng thứ tư của bạn Phương Anh là tại trường Đại học Hà Nội với ngành công nghệ thông tin. Các em sẽ ghi mã trường của Đại học Hà Nội là NHF. Mã ngành của ngành công nghệ thông tin là 7480201 Tên của ngành là ngành công nghệ thông tin và các em lựa chọn mã tổ hợp môn xét tuyển là A01 Lưu ý là đối với các bạn thí sinh mong muốn theo học tại các trường có hệ đào tạo đại học, cao đẳng quốc tế, ví dụ như có nguyện vọng học tập tại trường quốc tế PTEC FPT, các em sẽ không phải đăng ký bằng phiếu đăng ký dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia và xét tuyển đại học cao đẳng trung cấp mà có thể tham gia đăng ký xét tuyển sớm ngay từ bây giờ theo mẫu đăng ký hồ sơ của nhà trường. Chúng ta tiến hành sang mục D và cũng là mục cuối trong phần ghi phiếu đăng ký dự thi là mục cam đoan và xác nhận. Ở mục này, các em phải cam đoan những lời khai trong phiếu đăng ký dự thi là đúng sự thật. Nếu sai, các em sẽ phải chịu xử lý theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp đó, ở mục ngày tháng 5, các em sẽ điền vào đây ngày tháng 5 mà các em làm phiếu đăng ký dự thi và cuối cùng là ký tên ở phần bên dưới. Còn phần ngày tháng 5 và chữ ký ở phần bên này thì các em không cần phải ghi mà nơi nhận đăng ký dự thi sẽ ghi cho các em. Các em thân mến, trên đây là những hướng dẫn của Tuyển sinh 247.com và trường quốc tế Ptech FPT với mong muốn giúp các em có thể dễ dàng hoàn thành phiếu đăng ký dự thi của mình. So với các năm trước, mẫu phiếu đăng ký dự thi không có nhiều điểm mới, tuy nhiên nếu không lưu ý những điểm mới, thí sinh rất dễ mắc phải những sai lầm không đáng có, bởi bộ giáo dục đào tạo đã quy định thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với nội dung đã kê khai. Các trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc là buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển. Khi đối chiếu thông tin đăng ký xét tuyển và dữ liệu đăng ký dự thi với hồ sơ gốc. Do đó, các em phải thật cẩn thận trong bước điền phiếu đăng ký dự thi này. Mọi thông tin về mã trường, mã ngành, tên cụm, mã cụm, các em có thể truy cập vào trang tin tuyển sinh 247 com hoặc trang điểm thi tuyển sinh 247 com để tra cứu một cách nhanh nhất xin chào tạm biệt các em chúc các em đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới